Xin chào các bạn, hôm nay Đình Thành vừa quay được cái clip, vừa tập thể dục, vừa chị bán thịt, là vừa bán thịt vừa tập thể dục buổi sáng, rất là hay, có điệu nhảy rất là mông, quánh mông rất là chuẩn. Các bạn xem video của Đình Thành thấy hay để chia sẻ các bạn cùng xem. Xin cảm ơn. Tập thể dục buổi sáng, đi tiếp. Này rất là ok. Đi nhảy rất là bốc. Đi nhảy rất là đẹp. Quá đỉnh luôn. Nhảy vừa bán thịt heo vừa nhảy. Đánh bông rất đẹp. Tập thể dục buổi sáng rất là thành điệu, vừa bán thịt heo vừa tập thể dục. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.